Chào mừng quý khán giả đã trở lại chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào anh Trần Nguyên Thắng Chào một Nhất lần Anh và nữa. chào quý vị khán thính giả. Dạ, trong chương trình lần trước thì mình đang nói tới nước Nam Phi mà mình tập trung vô nói về công viên Safari. Thì anh có dịp thì anh Thắng đã có nói chơi với lại Nhất Anh cũng như khán giả là ở công viên Safari ở Nam Phi thì cái con năm con vật rất là nổi tiếng ở đó kêu gọi là Big Five. Thì trong chương trình lần trước thì mình có dịp nói đến chỉ mới hai con thôi, đó là con voi và con sư tử. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ nói ba con còn lại anh Thắng ha. Dạ. Vâng, thì hôm nay chúng ta có dịp sẽ nói về các loài beo, các loài trâu của Phi Châu và con tỳ giác. Dạ, thì bữa trước mình nói tới con voi, con sư tử rồi. Thì con tiếp theo trên cái này để nhanh cầm lên lại đó là con beo. Beo. Dạ, thì con beo hình như nhanh biết là có rất là nhiều loại beo đúng không dạ, anh Thắng? Thì có beo thì nó có hai loại. Dạ. Và cái con mà thường thì tôi có dịp gặp ở bên Safari Nam Phi đó, dạ. Tức là con cheetah. Yeah. Cheetah là một cái loại beo mà đặc biệt cái loại beo này đó yeah. Thì Nhất Anh nếu gặp nó thì thường thường nó có hai dưới khóe mắt nó có hai cái làn đen xuống nó giống như là khóc vậy đó. Thì tuy nhiên đó là một cái loại beo mà chạy rất là nhanh. Nhưng mà nó có màu gì anh Thắng? Cái con beo thường thường là nó là màu màu vàng nâu đó, nhưng mà nó có đốm đen. Nhưng mà cái con mà cheetah đó, cái đốm của nó thường thường tròn. Đây là cái loại beo rất là nguy hiểm. Thì nói đến beo chúng ta biết là beo là loại nguy hiểm. Thì thứ nhất là nó có thể leo trèo được. Và thường thường nó bắt mồi bằng cách có nhiều loại nó phục ở trên cây. Đó. Thành thử cái loại beo mà cheetah mà tôi nói đó, đây là một cái loại beo mà khi mà nó bắt đầu săn mồi đó thì nó chạy rất là nhanh. Người ta đã đo được cái tốc độ nó chạy gần 120 cây số một giờ. Và cái tốc độ khi của nó khi mà nó bắt đầu nó phóng đó, nó phóng còn nhanh hơn xe Porsche mà chúng ta biết là xe Porsche là một loại xe đua rồi. Mà có con này nó chạy nhanh hơn cái xe Porsche trong lúc mấy second đầu đó, mấy giây đầu. Và beo cheetah này đó, nó khi nó chạy nếu mà Nhất Anh có dịp xem những cái video về các loại beo đó, mình có thấy con beo này cái thân thể của nó, những cái bước nhún của nó, một cái phóng của nó đi 8 mét. Thành thử cái loại này nó khi nó chạy nó rất là đẹp. Nhưng mà đồng thời thì rất những con dữ. Mồi mà nó đã đuổi theo tức là chắc chắn nó sẽ bắt được. Từng phần lớn thì nó bắt những loại là loại antelope tức là loại linh dương. Thì nó tìm những loại linh dương ở đặc biệt đó là ở Safari ấy, và đâu thì tôi cũng nhìn thấy tất cả những loại linh dương là ngựa vằn nè, con giraffe tức là con hươu cao cổ, hoặc là những loại mà dễ để cho những loại thú dữ nó ăn thịt thì cũng rất là nhiều. Có lẽ tạo hóa cũng đặc biệt làm ra những loại linh dương như vậy lại là những cái thịt để nuôi các loài thú dữ. Tại vì thực sự nếu không có thịt của những con đó thì những con sư tử, beo chắc chắn sẽ tuyệt chủng. Nhưng mà đời sống của con cheetah thì như thế nào anh Thắng? Thì đời sống của nó, cheetah cũng là một con thú rất là đặc biệt. Nó có sống thì chúng ta đầy đàn không anh Thắng? Con đặc biệt cái con cheetah là nó lại không sống đàn. Nó có thể đi hai con với nhau. Nhưng mà vậy nó sống một mình nó thôi. Nó có thể đi hai con với nhau nhưng mà không có con nào thích nói chuyện với con nào hết. Đặc biệt cái cheetah này là tại vì sau khi đi safari ấy, chúng tôi có dịp đến thăm một cái trại. Ở đó người ta nuôi những cái loại cheetah và người ta giảng nghĩa cho mình nghe về cái đời sống của cái loại beo này cũng rất là đặc biệt. Là nó không có phân biệt con đực con cái. Con đực con cái gặp nhau là chỉ vì cái vấn đề là gọi là giữ gìn cái nòi giống của nó thôi. Nó gặp nhau chỉ vấn đề là vì cái nhu cầu sinh đẻ để giữ nòi giống của loài beo. Còn thực sự đó, ngoài cái vấn đề đó là anh chị beo đực và beo cái đều chọn nhau sau khi gặp nhau. Anh chị rất là cãi nhau, rất là thích thú và không có thích nói chuyện với nhau. Hai con loại đó thì bởi vậy người ta nuôi đó, người ta nói cho biết là cái con đực với con cái lúc nào họ phải nhốt riêng. Và dĩ nhiên cả hai con cùng một loại nó cũng vẫn phải nhốt riêng, có lẽ không có con nào nó chịu con nào hết. Nếu như vậy thì rồi ví dụ như nó đẻ con rồi xong thì nó cũng tách biệt nhau ra. Nó tách biệt với nhau. Dạ. Thì cái con mẹ với nó nuôi con. Thế tuy nhiên sau một thời gian thì khi nó lớn lên thì nó vẫn có những cái mà trở thành là cái bản tính của chúng nó. Là một cái nhu cầu sống riêng. Là cái nhu cầu sống của họ. Cái con loại beo là như vậy. Thì cái thứ nhất là nó, cái thú vị là chúng ta đi đến nơi chúng ta xem được các loài beo và chúng ta biết cái tốc độ chạy nhanh của nó. Và chúng ta có thể xem những cái video
video mà đã nói về đời sống của con cheetah và nó phóng nhanh như này, có nhiều cái logo cho cái nông trại của họ đấy, họ dùng cái con cheetah, tại vì cái giá nó nhảy chạy nhanh lắm, thành ra đối với những người làm business cái, chắc họ muốn cái tốc độ phát triển về business giống như con cheetah. Thì đó là một cái điểm mà chúng ta thích thú với cái trong chuyến đi safari. Sau đó thì sau cái cheetah đó thì phải nói đến cái mà trong cái tượng mà chúng ta thì mình thấy đó là con trâu. Đó là loại Africa buffalo. Có một cái đặc điểm mà như anh thấy đó là hình như cái con trâu này cái sừng của nó rất là lớn. Rất là cong lên và nhọn. Và cái loại này đặc biệt là trước cái trán của nó nó có một cái miếng như là chặn ở cái trán và cái miếng nó có thể hút, nó hãy tung vào con sư tử lên. Nó là cái... Và những cái con này đó thường thường là những con sư tử cũng hay đi bắt những loài bắt những con trâu nữa. Để mà ăn thịt. Thế tuy nhiên các con sư tử nó khôn lắm, nó chỉ bắt những con trâu con thôi. Thành khi nó đuổi theo đó, những con trâu con mà chạy không kịp đó, thì thường thường á, một số những con trâu lớn nó sẽ quay trở lại. Và khi nó quay trở lại thì nó trở thành một bầy. Và lúc đó nó bắt đầu nó đuổi những sư tử chứ không phải là sư tử đuổi nó nữa. Và những cái con này khi mà nó hút thì nhiều con sư tử là tung cả lên trời mới rớt xuống đó. Chứ không có phải, tại vì cái bảo vệ trán của nó, cái miếng nó rất là cứng. Mà một con trâu này nó có thể tới khoảng 400 kg. Thành ra nó cũng rất là lớn. Là cũng phải gần 200 tấn. Không, 400 kg. Thành ra nó lớn lắm. Chứ không phải là... Gần 200 pounds chứ đúng không? Hơn 800 pounds. Thành ra phải 800-900 pounds. Thành ra chúng ta thấy nó rất là lớn. Nhưng mà được có cái đặc biệt là đi đâu nó cũng đi một bầy với nhau. Đàn trâu thì lại đi một bầy, nhưng mà có khi cả 100 con, 200-300 con. Và dĩ nhiên trong 200 con như vậy nó chia nhau từng group 30-40 con để đi ăn, đi uống nước. Thành thử khi chúng ta chỉ cần gặp một con trâu Africa thì chúng ta sẽ biết là nó xung quanh đâu đó cả bầy bầy của nó. Thành cái sinh hoạt của họ, của các con trâu thì cũng là cái mà chúng ta chiêm nghiệm về cái sự đoàn kết của nó. Khi nguy hiểm thì tất cả con trâu quay trở lại và nó cố gắng nó bảo vệ những cái con trâu con. Dĩ nhiên có lúc không có làm được tại vì con sư tử nó rất là mà khôn ngoan. Sư tử nó đi lúc nào cũng đi 3-4 con để nó canh một con mồi chứ không phải nó canh một. Thành thử khi mà bảo vệ được con này thì mất con kia. Nhưng mà Africa buffalo nó cho tôi một cái ấn tượng là các loài trâu lúc nào cũng đoàn kết để bảo vệ nhau. Đó là một cái mà tôi học được. Rồi bây giờ tới cái con cuối cùng, đó chính là con tê giác. Thì con tê giác của Phi Châu có khác gì với những con tê giác ở những nơi khác không anh Thắng? Tê giác thì chúng tôi có dịp cũng gặp nó một cả hai loại. Tê giác nó có hai loại, một loại đen và một loại trắng, nó gọi là black. Và một cái loại white. Anh nghe nói là cái tê giác trắng là bây giờ nó rất là hiếm đúng không anh Thắng? Con tê giác cả nó cũng rất là hiếm chứ không phải không. Thế tuy nhiên thì cái con đen á, loại black á thì nó có vẻ hung dữ hơn và nó mạnh hơn, nó to hơn cái con white. Thế tuy nhiên thì ngày nay thì tôi được biết qua những cái tin tức thông tin đó thì biết là số người Việt Nam đi bắt những loại tê giác để mà cắt chỉ vì một cái sừng của tê giác mà người ta có thể giết một con tê giác, quả thực nó hết sức là nhẫn tâm. Tại vì cái loại tê giác đó thì mặc dù nó to lớn mà trong cái dịp tôi có dịp nhìn những con tê giác thường thường nó đi một cặp với nhau. Lúc nào mình gặp một con tê giác thế nào mình biết thế nào cũng có một con đực một con cái, có nghĩa là nó trong một gia đình giống như một gia đình nó nhỏ. Giống một gia đình và đôi khi nếu có những con tê giác con thì nó lúc nào đi theo mẹ và tôi có dịp nhìn những cái loại một gia đình nó quây quần nhau, nó sum họp và nó sống rất là yên bình. Thế tuy nhiên thì phải công nhận là nếu mà nhìn được những con tê giác nó sống ở ngoài rừng rồi đó mà giờ mình nhìn thấy chỉ vì một cái tin tưởng về một cái thuốc men gì đó mà người ta đi giết một con tê giác để lấy cái sừng thì quả thực hết sức là nhẫn tâm. Tại vì khi mà giết một con tê giác như vậy thì con nó bị lạc ngay, nó bị lạc lắm, nó mất mẹ. Thành thử cái đó, điều đó là cái không hiểu tại sao người ta vẫn làm được. Có lẽ vì vấn đề tiền thôi. Nhưng mà khi mà nhìn coi đó thì chúng ta nhìn thấy được tê giác là cái loại trông nó rất là to. Và nó đi rất là chậm chạp. Thế tuy nhiên đừng có tưởng cái bề ngoài nó phục phịch nó to vậy nhưng mà mình chạy không lại nó đâu. Tại vì cái con tê giác thì nó chạy nhanh, người ta cũng nghĩ tới tê giác là chạy tới 55 km/h một giờ. Thành ra với một cái tốc độ đó thì mình không thể nào chạy lại với nó. Thành ra tê giác cũng là một trong cái loài thú rất là hiếm và rất là đặc biệt trong cái chuyến đi safari. Tại vì tương đối là tê giác là cái con tê giác
với con beo, yeah. con cheetah là yeah. hai cái loại thú vật mà trong chuyến đi safari chúng ta rất là phải có duyên lắm chúng ta mới có dịp gặp nó, yeah. còn không nhiều khi nó ngủ hoặc là nó no. Thành ra đi vào đi qua safari á, chúng ta tránh đi mùa đông. Tại vì khi mà các đoàn thú mà nó ăn no là nó chỉ tìm chỗ nó ngủ thôi. Thành ra cái cơ hội chúng ta nhìn được những cái đàn sư tử, đàn cheetah hoặc là những con tê giác cũng là khó khăn. Thành ra khi mà quý vị có dịp đi qua Nam Phi hoặc là đi qua những xứ Phi Châu thì chúng ta tránh về những cái mùa lạnh. Tại vì thường thường những cái mùa lạnh thì những cái đoàn thú hoang dã nó đều ăn no và tìm chỗ nghỉ hơi hơn là nó đi ở ngoài. Dạ. Thì nãy giờ nghe anh Thắng nói thì anh lại thấy có một cái câu hỏi muốn hỏi anh Thắng, đó là lúc mà ví dụ như du khách chọn cái một cái công viên safari để đi, thì tới đó thì lúc mà người ta lên cái xe 4x4 mà vừa trước anh Thắng có nói tới đó, thì ngoài ra thì du khách có cần phải quan tâm tới vấn đề như là trang phục như thế nào cho thoải mái, hay như có cần phải cover cái gì trên người hay là như thế nào không anh Thắng? Tất cả khi chúng ta đến những cái khu vực safari thì tất cả chúng ta đều được tour guide như người hướng dẫn ở đó, họ cho mình biết những cái thông tin là nên làm những cái gì và ngồi trên xe phải làm như thế nào, và họ đặc biệt là có những người hướng dẫn viên thông thạo, có những người mà như tôi có dịp đi theo đi với những người người ở bên đó rất là thông thạo, chẳng hạn như họ trên đường đi họ nhìn thấy phân của một cái loại thú vật nào đó, chẳng hạn như họ xuống họ nhìn và họ lấy cả tay họ nhìn vào thọc vào trong đống phân và họ biết là con nào vừa đi qua và họ biết là nó đi qua được bao lâu rồi. Thí dụ và có những lúc tôi thấy họ chạy tới họ nói để hiên cho nói cho biết ông tới ông ấy chỉ cần thò tay vào nắm phân của nó và ông nói có một đàn voi mới đi qua đây nửa tiếng thôi và giờ mình đuổi theo để mình đi như thế nào để mình gặp nó. Thì đó là những cái kinh nghiệm của những người tour guide. Và đồng thời đi chơi vào trong những cái khu vực safari ban đêm đó, chúng ta còn bắt gặp có những cái con vật rất là kỳ lạ. Nó giống như cá kè nhưng không phải cá kè, nhưng mà nó nhỏ chỉ bằng cái đầu ngón tay thôi. Nhưng mà những người thông thạo đấy, họ nhìn qua trên cái cành cây, họ biết nó có nằm trên kia, và họ cúi xuống và kéo cành cây xuống họ bắt và cho mình xem. Nhưng mà những cái loại đó loại sống về đêm, thành ra nó phản là nó nhìn có chất linh tinh để nó nhìn trên đê qua bóng đêm đó, thì nó những người kia họ nhìn họ biết ngay. Nhưng mà đó là những cái sinh vật rất là lạ nằm ở trong cái khu vực của Nam Phi. Tại khi chúng ta đi thì có hai người, một người lái xe và một người hướng dẫn, và lúc nào họ cũng biết là những con thú vật muốn dự định làm cái gì, thành ra họ lúc nào họ cũng khuyên các quý vị ngồi yên hoặc quý vị cứ chụp hình. Chụp hình thì rất là thoải mái, hoặc quay phim thì thoải mái. Nhưng mà chúng ta đừng có lộ ra những cái động tác mà tự để tạo cho con thú giữ nó, tưởng là mình tấn công nó. Khi con là tôi ngồi thì sư tử nó, tôi ngồi trên xe giống như cái ghế đây, và sư tử những cái đi ngay bên cạnh tôi. Và nó khi nó đi vòng nó phía sau, dĩ nhiên tôi chỉ cầm camera để tôi quay ra phía đằng sau được thôi. Nhưng mà dĩ nhiên mình mà đứng lên mình chồm qua thì không được. Nó tưởng là mình tấn công nó, thì rất là nguy hiểm là nó có thể nó tấn công mình ngay. Và đó là cái điều mà khi chúng ta đi qua những cái khu vực mà safari, chúng ta đi thăm những cái loại big five của Phi Châu, chúng ta nên tuân theo những cái gì mà người tour guide cũng như người hướng dẫn họ đưa ý kiến cho chúng ta. Những cái lúc đi lúc đó tôi cảm tưởng một con sư tử đi như vậy, tôi vẫn cảm tưởng như là một con chó đang đi từ từ đến, tại vì nó rất là hiền lành, trông nó rất là hiền thành. Thành ra mình chưa hiểu cái lúc mà nó nổi giận, nó áp tác thì như thế nào. Thế tuy nhiên thì với cái bình tĩnh của mình xem đó, không gì sợ hãi cả. Và nó đi với rất là cạnh mình thì cứ để nó đi. Và thường thường á, khi mà nó đi rất là thoải mái, nó đi rất là khoan thai, và nó đi, nó nghĩ là con đường nó đi không bị ai tấn công cả. Thành thử chúng ta có thể nhìn một cái sinh hoạt của loài thú, và mình biết nó cũng có những cái nhận xét về đối thủ của nó. Thành thử chúng ta không có làm cái gì để mà trêu chọc nó thì chúng ta rất là an tâm. Và cái cảm tưởng của tôi là tôi khá là rất là thích thú khi mình thấy một con beo cách mình độ chừng 4 thước thôi, nó là ngồi nó ăn một con mồi của nó, hoặc là đàn voi chỉ cách tôi độ chừng 10 thước, nó chỉ đi ngang qua. Và dĩ nhiên nếu mà mình đứng yên nó không ngó ngàng gì với mình cả, nhưng mà nếu chúng ta làm những cái điều gì mà để chúng hiểu lầm thì rất là phiền toái.
Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình lần sau với nhiều nơi lý thú hơn nữa. Xin ái chào tạm biệt.